Xin chào các bạn đã đến với Techmark Việt Nam. Như chúng ta đều đã biết thì Samsung đã ra mắt siêu phẩm 2017 của họ là bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus vào cuối tháng 3 vừa qua. Và dĩ nhiên sản phẩm đến từ một ông lớn cỡ như Samsung luôn khiến công chúng phải chao đảo ngả nghiêng suốt một thời gian dài sau đó. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì 3 tháng nữa trôi qua và dường như làn sóng mang tên S8 cũng đã dịu đi khá nhiều. Lúc này khi mà chúng ta đã bớt đi cái cảm giác choáng ngợp bởi những lời ong bướm từ Samsung thì cũng là lúc mình và các bạn đủ bình tĩnh để nhìn lại một cách khách quan những ưu và nhược điểm cũng như so sánh nó một cách công bằng với những flagship đến từ các thương hiệu khác. Và cụ thể trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc Xperia XZ Premium đến từ cụ lớn Sony đối đầu với Galaxy S8 Plus từ Samsung. Về thiết kế, Sony Xperia XZ Premium được thừa hưởng nguyên lý loop surface từ những chiếc Xperia XZ nhưng đã được nâng cấp lên một tầm cao hoàn toàn mới với khung kim loại và hai mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 cao cấp nhất. Đây là một thiết kế mang đậm dấu ấn của Sony, không lệch đi đâu được và chỉ cần nhìn sơ qua thôi chúng ta cũng có thể nhận ra ngay dù ở bất cứ đâu. Còn với Samsung Galaxy S8 Plus, nối tiếp sau thành công từ sự lột xác hoàn toàn về nguyên lý thiết kế trên Galaxy S6, Galaxy S8 đã chứng minh sự trung thành của Samsung với nguyên lý mới, áp dụng triệt để cấu trúc khung kim loại kẹp giữa hai mặt kính và điều mà họ cần làm chỉ là làm sao cho những mặt kính đó càng ngày mới và lạ hơn mà thôi. Cái mà mình muốn chia sẻ là vị trí của cảm biến vân tay. Từ những chiếc Xperia Z5, Sony đã đưa nó lên nút nguồn nằm ở cạnh phải của máy. Đây là vị trí mà theo ý kiến cá nhân của mình là hoàn hảo nhất cho mọi trường hợp, mọi thao tác sử dụng, kể cả với tay trái hay tay phải. Trong khi với S8 Plus thì việc cảm biến vân tay quá cao và xa tầm với khiến chúng ta khó mà quen được ngay, cũng như là ảnh hưởng đến sự tiện lợi trong quá trình trải nghiệm. Các chi tiết còn lại như là tăng giảm âm lượng, nút nguồn, camera, cổng sạc vân vân, mỗi hãng đều có cách bố trí của riêng họ và theo mình là đều tối ưu về công thái học như nhau, khả năng tiếp cận ngay lập tức và tương đối là vừa tay. Về màn hình thì thế nào? Đây chắc chắn là câu hỏi mà dĩ nhiên mình sẽ nghiêng phần thắng về đội XZ Premium. Không thể phủ nhận màn hình 2K tỷ lệ 18.599 của Galaxy S8 thực sự xuất sắc, hỗ trợ full chuẩn màu DCI P3, độ sáng tối đa lên tới 1020 nits giúp mang lại trải nghiệm lướt web chơi game thực sự ấn tượng với không gian dài hơn. Chưa kể màn hình cong tràn hai cạnh bên, tuy không còn mới lạ nhưng vẫn khá bảnh khi được nhà sản đặt cho cái tên mới tương đối là kêu, đó là vô cực. Nhưng màn hình 18.599 của S8 Plus vẫn chưa thực sự làm nên điều gì đó choáng ngợp, ít nhất là theo mình là như thế, khi nó mới chỉ mang lại được một chút không gian mở hơn với những nội dung chiều dọc như là lướt Facebook, lên web vân vân. Trong khi xem video thì với mình là một thảm họa, khi với video thông thường tỷ lệ 16:9 thì hình ảnh bị tràn hai cạnh cong trên và dưới, trong khi hai bên là những khoảng đen sâu thẳm. Còn phim ảnh tỷ lệ 21:9 thì cũng dở dở ngương với khoảng đen trên và dưới vẫn còn đó, nhưng ít nhất là không bị cong hay méo hình. Trong khi XZ Premium vẫn an toàn với tỷ lệ 16:9 truyền thống, với những ưu nhược điểm đã quá quen thuộc với chúng ta, mà nói thực lòng thì nhược điểm duy nhất của chiếc màn hình trên XZP này là không rộng bằng S8 Plus mà thôi, còn lại thì đều tuyệt vời. Đây là mình còn chưa nói đến cái khoản 4K HDR nhé. Mật độ điểm ảnh lên tới 807 PPI, top đầu làn di động hiện tại. Độ sáng cũng lên tới 700 nits, không hề tệ một chút nào. Nói chung, mình thấy có nhiều luồng dư luận cho rằng màn hình 4K trên điện thoại là thừa thãi và không cần thiết. Nhưng mình tin chắc nếu một lần trải nghiệm thực tế nó, họ sẽ phải thay đổi ngay quan điểm. Với mình thì trải nghiệm màn hình trên XZ Premium thực sự đạt độ thỏa mãn con mắt đến mức mà nói nôm na có thể gọi là lên đỉnh luôn. Chưa kể Sony trang bị cho nó công nghệ tương tự như trên những chiếc TV Bravia 4K cao cấp nhất của hãng. Vui vui một chút là thay vì bỏ nhiều chục triệu đồng đi mua TV 4K 50 inch và ngồi xem một khoảng cách 3m thì mình cứ mua Xperia XZ Premium rồi ngồi xem một khoảng cách 30cm cũng y chang nhau. Mà tính riêng từ thì hơn hẳn đấy nhá. Tiếp đến là màn phông bạt camera của hai ông cụ này. Samsung Galaxy S8 chắc chắn chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì với camera 12 chấm dual pixel khẩu độ f1.7 với kích thước điểm ảnh lớn tới 1,4 micromet chống rung quang học OIS. Đó là những thông số cơ bản nhất chứ mình còn chưa nói tới những tính năng rườm rà mà Samsung thêm thắt vào cho thêm phần kịch tính. Ngoài phần cứng là như vậy ra thì nhiệm vụ xử lý hình ảnh trên Galaxy S8 được giao phó gần như hoàn toàn cho phần mềm cũng như SoC mà nó trang bị. Khả năng lấy nét của S8 là thực sự rất tốt. Samsung đã tận dụng tối đa những gì mà họ có với cảm biến dual pixel mang lại tốc độ lấy nét thần sâu dù vẫn chỉ dựa trên nguyên lý bắt nét tương phản và theo pha, cũng như khả năng bắt sáng đỉnh cao nhờ kích thước điểm ảnh lớn gấp đôi bộ dàn thường, camera thường. Chưa kể độ mở ống kính lớn, nhưng về cơ bản thì thuật toán vẫn đóng vai trò then chốt để S8 tạo ra những tấm ảnh chất lượng cao. Về khoản này thì mình không thể phủ nhận Samsung đã làm rất tốt. Còn với XZ Premium, Sony thể hiện bản lĩnh của một tay chơi chuyên nghiệp khi trang bị súng ống đạn dược hạng nặng lên đứa con của mình với bộ ba cảm biến hỗ trợ bộ ba công nghệ lấy nét, cụ thể là cảm biến kích thước lớn 1/2,3 inch có tên là XMORES, tương tự thứ mà họ đã trang bị
lên những khẩu thần công mang tên Sony Alpha hay Cybershot của mình. Thứ hai là cảm biến laser giúp lấy nét chủ động trong những điều kiện tối tăm như tiền đồ chỉ dậu. Và thứ ba là cảm biến màu sắc RGBC-IR đóng vai trò then chốt trong việc cân chỉnh màu sắc và ánh sáng môi trường. Còn ba công nghệ lấy nét thì công thụ đủ cả theo pha, tương phản và laser. Đấy là còn chưa kể bộ xử lý hình ảnh Beyond chuyên biệt, lại một vũ khí tối thượng nữa được Sony bê từ những chiếc máy ảnh của mình lên XZ Premium. Chúng ta hãy cùng dạo qua một vài tấm ảnh mình chụp vội để xem chế độ auto thần thánh trên hai siêu phẩm này ăn thua nhau như thế nào. Có thể thấy với điều kiện nhiệt độ màu cao từ đèn đường ban đêm, Sony cho ra ảnh nóng hơn tương đối nhiều. Tuy nhiên với tấm ảnh có màu sắc phức tạp hơn thì lại ăn đứt Galaxy S8 về khoản cân chỉnh màu sắc. Việc S8 cân bằng trắng một cách thái quá đã khiến các vùng màu khác có phần nhợt nhạt hơn so với XZP. Ảnh chụp ban ngày như những chiếc lá này phía bên tay trái của các bạn, Galaxy S8 đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng điều mình muốn hướng sự chú ý của các bạn đó là màu sắc của những chiếc lá vẫn có chút sắc vàng lẫn trong lá xanh, trong khi bên phải Xperia với cảm biến RGBC-IR trong điều kiện bức sóng ánh sáng đầy đủ như thế này thì hoạt động rất hiệu quả và gần như khử sạch nắng vàng, trả lại màu xanh chính xác cho những chiếc lá. Tiếp đến là ảnh selfie. Có lẽ xem ảnh là đủ để các bạn cảm nhận độ rộng và độ xinh đẹp mà XZP mang lại cho khuôn mặt hoàn mỹ, thiếu mỗi cái đẹp trai của mình. Còn về khả năng quay phim thì có thể mạnh dạn bùng lụa, quay 4K trên cả hai máy và chống rung trên cả hai cũng đều rất ấn tượng. Nhưng điểm đáng chú ý là tính năng chống rung SteadyShot AES50 Gyro trên XZP thực sự rất ấn tượng. Theo lời Sony thì đây là chiếc điện thoại duy nhất được trang bị hệ thống này và cả ở cam trước và cam sau luôn. Xưa nay IIS thường không được đánh giá cao bằng OIS, nhưng trên XZP thì mình sẽ phải suy nghĩ lại về điều này. Về màu sắc thì theo cảm quan của mình, Sony quay 4K lên có phần nhỉnh hơn so với S8 Plus. Cụ thể là nhỉnh hơn như thế nào thì xin được nhờ khán giả cùng phân tích với mình dưới phần bình luận nhé. Và theo như đánh giá của mình thì có vẻ như Xperia XZ Premium là không có đối thủ ở khoản quay phim luôn. Nhưng có lẽ cái mà mình tâm đắc hơn cả đó là quay 4K xong lại xem được full 4K trên chính màn hình điện thoại, nó mới thú. Nhưng điểm ăn tiền nhất trên XZ Premium mà mình nghĩ là S8 Plus sẽ phải xách dép chạy theo dài có lẽ là khoản quay Super Slow Motion, siêu chậm, 960 hình trên giây. Chưa kể có thêm chế độ Multi Shot, tức là chúng ta có thể tua chậm nhiều shot hình trong cùng một đúp máy, chứ không chỉ là quay liền một mạch rồi làm chậm một đoạn. Như các bạn có thể thấy trên màn hình thì với Sony Xperia XZ Premium, ở chế độ Multi Shot, mình có thể tạo ra được tới 2 đoạn quay chậm trong cùng một lần bấm quay trên máy, thậm chí có thể nhiều hơn nữa nếu mình muốn. Trong khi với Galaxy S8 Plus thì khi thao tác trên máy chỉ cho ra được một lần làm chậm duy nhất mà thôi. Bên cạnh đó thì tốc độ khung hình cũng là một sự khác biệt vô cùng lớn. Qua video các bạn có thể thấy sự nhanh chậm chênh lệch rất rõ ràng. Galaxy S8 Plus cho phép quay 720p ở 240fps, tức là khi đưa về tốc độ khung hình bình thường chúng ta hay xem ở 30fps thì sẽ là chậm đi 8 lần. Trong khi đó Sony Xperia XZ Premium, con số 960 hình trên giây khi chạy ở 30fps sẽ là chậm đi 32 lần. Và với tốc độ như vậy sẽ giúp chúng ta có thể thấy được những hiện tượng vô cùng thú vị mà mắt thường không bao giờ có thể thấy được. Hay thậm chí là với 240fps thì cũng vẫn là quá nhanh. Và bây giờ chúng ta hãy đá một chút về cấu hình. Nhìn chung thì cả hai đều là siêu phẩm 2017, thế nên sức mạnh phần cứng gần như tương đương nhau hoàn toàn. Có chăng khác ở chỗ S8 Plus sẽ có thêm phiên bản chạy chip Exynos cây nhà lá vườn của Samsung mà thôi. Nhưng chúng ta sẽ không nhắc tới vì chiếc S8 Plus trong bài này là phiên bản chạy chip Snapdragon. Cụ thể thì cả hai thiết bị đều mang con chip Snapdragon 835 thời thượng chạy siêu ấn tượng với RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, hỗ trợ thẻ nhớ 256GB. Và dĩ nhiên, cả hai thiết bị đều được trang bị khả năng chống bụi nước tiêu chuẩn IP68. Và vừa rồi thì là những cái thông số về kỹ thuật trên giấy tờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần speed test để so sánh hiệu năng thực tế của hai thiết bị này là như thế nào. Và như các bạn có thể thấy là mình đã vừa khởi động lại cả hai thiết bị này để chắc chắn rằng không có ứng dụng nào đang chạy nền cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Google Chrome 123. Run 2 game đây rồi. Vâng, chúng ta có thể thấy là XZ Premium nhanh hơn một chút và load cũng rất thần tốc. Đây rồi, Zombie Tsunami 1, 2, 3. Vâng, Asphalt Extreme 1, 2, 3. Vâng, rất tốc độ ạ. 1, 2, 3, một lần có 3 năm. Đây là một game tương đối là nặng. Wow, 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 wow. Cái gì vậy, cái gì vậy? XZ Premium rất thần tốc.
Galaxy S8 thì sao? Kết quả như nào đây? Vâng, XZ Premium đã xong trước trong khoảnh khắc. Và mình tin là các bạn đã có câu trả lời cho phần thắng bại giữa hai thiết bị này. Âm thanh ngày nay cũng là điều mà nhiều người quan tâm trên smartphone. Với Galaxy S8, qua các bài mổ xẻ phân tích phần cứng thì người ta chỉ thấy Samsung cấy vào nó con chip DAC Qualcomm Aztiq VKC-D9341 cũng khá phổ biến hiện nay. Còn về công nghệ âm thanh tích hợp thì không thấy Samsung đả động gì nhiều. Thay vào đó, họ đầu tư vào tai nghe đi kèm nhiều hơn. Còn với Sony thì họ vốn đi lên từ lĩnh vực nghe nhìn và giải trí, nên đây có thể nói là thế mạnh của họ. XZ Premium hỗ trợ công nghệ Hi-Res Audio với tần số lấy mẫu và bitrate cao hơn 3-6 lần so với chuẩn CD hay định dạng MP3, cho phép từng chi tiết nhỏ nhất trong bản nhạc đều thể hiện rõ ràng và sắc nét. Chưa kể nếu xét về hệ thống loa đài thì S8 Plus có mỗi một loa ngoài dưới đáy, trong khi XZP vẫn theo truyền thống, loa kép trên và dưới hướng thẳng vào mặt chúng ta, mang lại trải nghiệm âm thanh nổi hơn hẳn. Như vậy chúng ta có thể kết luận lại, nếu xét về tổng thể thì Galaxy S8 Plus là một làn gió mới của Samsung thổi tung thị trường điện thoại cao cấp. Tuy nhiên thì đây là làn gió biển mát mẻ hay làn gió lào nóng nực thì mình chưa dám khẳng định, nhất là sau một khoảng thời gian dài trải nghiệm thực tế, Galaxy S8 Plus bộc lộ một số nhược điểm mà có lẽ là phải cần nhiều thời gian người dùng mới có thể làm quen được với nó. Còn Xperia XZ Premium, một trong những sản phẩm tạo ra sự trở lại đầy ngoạn mục của Sony kể từ sau triều đại thống trị của Xperia Z3, vẫn giữ được những bản sắc riêng từ thiết kế mang nét cổ điển, khó trở nên nhàm chán dù ở bất cứ thời điểm nào, cho tới tính năng được chăm chút và cải thiện mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, camera thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc cao cấp. Nhược điểm lớn nhất của nó có lẽ là sự chậm trễ trong việc bắt theo những xu hướng thời thượng hiện nay như là camera đôi, viền siêu mỏng, màn hình dài, cong tràn cạnh vân vân. Nhưng đôi khi nhược điểm đó lại chính là thứ mà một bộ phận không nhỏ người dùng chúng ta đang tìm kiếm trong thời buổi loạn lạc những tính năng mới lạ trên thị trường hiện nay. Có thể coi là một sản phẩm an toàn để sử dụng lâu dài, chứ không phải mang tính trải nghiệm cho biết. Có thể là vậy. Nói chung là video này cũng tương đối dài, nhưng mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều điều chưa thể truyền tải hết được cho các bạn. Và hy vọng là sẽ đưa được hết những điều còn khuyết thiếu ấy qua những video tiếp theo trên kênh TechMark Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.